cấm họp chợ. Cấm họp chợ. Những bảng cấm này ở các ngã tư, ngã ba gần trung tâm thương mại Ngã Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Xung quanh bảng cấm là hoạt động họp chợ tự phát, trái phép diễn ra rất sôi động. Người ta mua bán mà không có bất cứ lực lượng chức năng nào quản lý, xử lý. Hàng hóa nằm tràn ra giữa đường, phương tiện giao thông qua lại gặp khó khăn. Hoạt động chợ tự phát này đã diễn ra nhiều năm nay và càng ngày càng rầm rộ. Các tiểu thương bán trong trung tâm thương mại Ngã Giao cho biết, việc buôn bán ế ẩm mà phải đóng đủ loại thuế, hoa chi. Trong khi ngoài chợ tự phát, người mua bán tấp nập nhưng không biết kêu ai. Các tiểu thương trong trung tâm thương mại Ngã Giao đã nhiều lần phản ánh. Có đơn kêu cứu từ nhiều năm qua, nhưng đến nay chợ tự phát xung quanh trung tâm vẫn ngang nhiên hoạt động và ngày càng bành trướng.